ngon, giòn thật. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm món nờ châu xào khế nhé. Đây, hôm nay mình đi ra mua được đây, được ba em này, đấy, được ba em này mình dặn mãi được đấy, cái này là khó mua lắm, món ngon khó quên nên là khó mua lắm. Và mình mua được ở đây anh em nhé, mình mua được đây gọi là quay bị, đấy, của châu đấy, đó là chỗ ngon nhất của dạ dày đó, đấy, đây này, rất là ngon luôn, dày, ngon nhé. Đó, và cũng được còn lại được miếng tai nạc. Đó, rất là ngon luôn. Đó, nhưng mà đặc biệt nhất vẫn là cái này anh em nhé. Đây món này. Đấy. Anh em mình có thích không? Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Hai em to, một em nhỏ đấy. Độc còn Trinh Nguyên đấy nhá. Đấy, hàng còn Trinh đấy. Tuyệt vời. Nay mình sẽ làm món lờ châu xào khế. Đó. Đây anh em này, đấy rau thơm mình chuẩn bị có ngổ cà chua tỏi đấy, còn khế thì đấy cũng trong chuẩn bị trước rồi đó. Thì bây giờ mình tiến hành mình để lại mình xái thịt đã đấy. Đấy, nhìn còn Trinh còn trắng nguyên vậy. Dao mình hơi cùn mà thật sự nói là đã của trâu của bò này thì sái cái nó này cho nhiều bì này sái nó cũng hơi dai, nhưng mà nó là vậy thôi, nhưng mà lúc mình xào chín lên đấy thì là nó lại rất là mềm luôn đấy. Vậy cái tất cả của trâu bò da bì trâu da bì bò mình lúc bị sái để hơi dai khó, rất khó sái, nhưng lúc xào lên rất là mềm luôn, ngon. À, nó giòn nữa. Đấy, đây này, em này cũng còn Trinh đấy. Mình sái mình hơi dai tí nhưng mà lúc xào rất là giòn luôn nhé. Ui, của hàng này ngon. Nhìn tổng hợp của thế này thấy ngon đấy, ấy dụ nói là còn Trinh nhưng chắc cứng tuổi đấy, còn ế chồng đấy nghe đấy. Đây hàng còn Trinh đấy, giờ sai nốt là xong đấy. Nói nói vậy đây hàng còn Trinh nó phải mềm chứ đấy, rất là mềm luôn nhé. Đây nha mày, đấy đây, còn đấy cái hàng này đấy là thường thường ấy chị em đi chợ với lại những người đàn ông đi chợ mua hay gọi là quay guốc đấy, đấy mình cứ gọi quay bị, nó dày lắm, rất là dày ngon, nó vừa trắng vừa dày ăn rất giòn, kể cả con đây là con ngé, còn con trâu già ăn nó vẫn cứ dày đấy, rất là dày ăn nó mềm hơn đó. Đây này, nhìn này, nó là cái quay guốc đấy, nhìn này, rất là ngon lành nha. Đây rồi anh em mình đập tỏi nhé. Đấy. Tỏi này mình đập mình băm này. Nói chung là xào trâu bò và nghé đấy. Tỏi nhiều tí rồi mình băm tinh ra đấy. Mình băm tí ra mình phi hành với tỏi, phi mỡ với tỏi đấy. Là nó thơm lên. Nói chung là riêng về trâu bò mình cứ tăng cường cái tỏi nhiều nó mới dậy mùi, còn khế thì mình bổ ra mình sái nhỏ ra thôi. Rồi chốc mình cho mình xào lẫn với lại là trâu khế, mình anh em mình nên lưu ý khế chua nó ngon hơn nhé, chứ thực sự là khế ngọt ấy, chỉ có mùi vị của khế thôi.
Nhưng mà khế chua thì bao giờ nó ngon nhất? Bây giờ khế chua thì rất khó kiếm đấy. Đây này mình đi mình xin mãi ở xóm làng tìm hiểu mãi được cái nhà ông chú bên dưới cái trại có cây mình xin được mấy quả về. Sái, nói chung là đảo bữa đi chứ bây giờ ngày nào cũng ăn hết xào tỏi ngổ nọ kia. Rau cần cho muống chán đôi khi cho cái khế vào nó dậy mùi hơn, nó khác hơn. Đây là ngổ anh em nhé. Đấy, rau ngổ sái nhỏ nhỏ. Còn cà chua. Cà chua nó cũng chua, mình cho mức độ vừa phải, mình khế nó cũng chua rồi. Anh em ơi, giờ ta bắt đầu xào nhá. Đó. Nhà mình chuyên ăn mỡ lợn. Thì cái lòng thì có lẽ lờ đấy thì mình xào nó qua quá thì mỡ vào nó cũng ngon hơn. Riêng về thịt trâu với lòng trâu là mình xào có quá tí mỡ vào. Nó cũng ngon hơn nha. Chờ mỡ sôi thì mình cho tỏi vào anh em nhé. Đấy, sau khi mỡ sôi gà ta cho tỏi nhé. Đó. Đây, cho bằng này tỏi mình cho một ít thôi. Để chốc mình cho sau cho nó thơm anh em nhé. Đó, mình cho tí mắm vào. Sôi to cho cà chua nhá. Đó, đây bây giờ mình đổ lờ vào nhé. Đấy, ngon luôn. Sau như thường lệ là anh em mình cũng sẽ cho mì chính và cho hạt nêm. Mình xào này hay đậm mì đấy. Đấy, cho chút hạt nêm anh em nhé. Nêm mà nó đậm ngon. Tuyệt vời đấy, ngon lắm. Này đọc được 3 em N còn Trinh cái này được toàn bộ quay bị của cái dạ dày đó mình xào thì cái quay bị là ăn ngon nhất ai cũng yêu thích đấy. Vậy ta cũng vung đợi chín thôi. Đây nha mày, đấy cho ta nãy giờ là mấy phút rồi. Đó, thì trâu đã gọi là gần chín kỹ này nhé, gần chín rồi. Thì trong khi thì trâu gần chín này bây giờ ta mới cho khế vào nhé, để cho khế chín cùng thì trâu và nó có cái nước của khế ra. Đó. Đấy, đảo đều để cho khế chín cùng thì trâu, chứ mình mà cho muộn quá đấy thì khế kia chín nó không tiết được cái nước. Bởi vì sao? Cái khế này là khế chua anh em nhé, chứ mình không xào khế ngọt. Khế chua thì nó tiết ra cái nước đấy, thì nó quyện vào đấy là sẽ ngon này. Đấy, để cho khế chín cùng đấy. Quá tuyệt vời. Mình đợi khế và nó chín là mình cho sẽ cho nốt rau thơm vào anh em nhé. Đó, rất ngon anh em nhé. Đây, chín rồi đây, sau khi chín rồi đây. Đó. Anh em lưu ý sau khi chín, đấy, ta mới cho cái chỗ tỏi của này. Đây,
mình cho vào sau thì nó sẽ thơm, nó dậy mùi hơn anh em nhé. Còn nó nãy là mình chỉ phi cho lấy cái một chút vào mình phi nó thơm mấy thôi đó. Mình đảo đi, và đồng thời là cũng là cái kết thúc là mình cho rau ngổ vào đó, cho nó thơm vào. Khi cho nó thơm anh em mình chưa nhớ tắt bếp đi nhé, tắt bếp thì đừng để cho thơm nó chín quá là mất ngon đó. Mình đảo đều cho thơm đây nha, xong rồi ta cho tiêu, cho tiêu vào đó, ta cho chút tiêu cho thơm. Anh em xem cảm nó hay thì mình hãy chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé. Đấy, để tiếp những video sau mình có động lực mình làm cho anh em xem. Đấy, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Rất là ngon anh em nhé. Xin chào anh em nhé. Xin chào tất cả.